Chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Một số lớn những người Việt tha hương tị nạn và những người đang lê lết một cuộc đời cùng khổ đầy bất công áp bức dưới chế độ cộng sản tại quê nhà đều có những quãng đời là những cuộn phim mà không một cuộn phim nào giàu chiếm được hàng bao giải thưởng, cũng không sao so sánh bằng là những tập truyện mà không một tập truyện nào giàu thuộc loại bán chạy nhất, cũng không làm sao qua mặt được. Những quãng đời đó giàu có thực sự được quay thành phim, viết thành truyện, cũng không bao giờ có thể lột tả nói lên được tất cả những gì đã xảy ra chung quanh họ và những gì đã diễn ra trong lòng họ. Do đó, chỉ có chính họ là những người trong cuộc, là những nhân chứng, là những nhân vật trong cuộn phim, trong tập truyện của đời mình mới cảm nhận được tất cả những sự lo âu phiền muộn, những nỗi buồn xót xa căm nỉm, những niềm hy vọng mong manh thoáng chốc, những nỗi tuyệt vọng não nề buông xuôi cho số kiếp, những sự sợ hãi kinh hoàng đến chết ngất, những cơn đói khát vật vã rã rời, những nỗi uất nghẹn đắng cay đến tột cùng, những nỗi tủi nhục tối tăm sâu thẳm, những nỗi vui mừng nghẹn ngào đầy nước mắt, những nỗi đớn đau quằn quại có lúc chất ngất trong lòng, có lúc day dứt kéo dài như vô tận. Quãng đời họ là những cuộn phim không cần đạo diễn dàn dựng, là những tập truyện không cần hư cấu bởi nhà văn, là những câu chuyện sống thực cùng với nhịp tim hơi thở và những cảm xúc của một đời người. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện của một chuyến vượt biên. Chiếc thuyền chở 120 người xuất phát từ Rạch Giá vào tháng 12 năm 1979, chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do. Khi thuyền sắp biển Đông thì hai lần bị hải tặc Thái Lan tấn công phá thuyền, nhấn chìm thuyền. 70 người đã chết chìm vào lòng đại dương. Câu chuyện có tiêu đề Gia đình vượt biển tang thương nhất, tác giả Vũ Duy Thải. Mời quý thính giả lắng nghe. Tôi di cư vào Nam năm 1954 và lập gia đình vào ngày 6 tháng 4 năm 1958 ở xứ An Lạc, Gia Định. Nhà tôi tên là Đinh Thị Bằng, sinh năm 1940 tại Phủ Nhai, Nam Định, Bắc Việt. Nhà tôi cũng thuộc thành phần di cư năm 1954. Lúc mới lấy nhau, chúng tôi rất nghèo, tiền đám cưới chỉ có 6.000 bạc. Chúng tôi cũng không lo nổi, phải đem bán cái máy may được 2.000 và vay mượn bạn bè thêm 4.000 nữa mới tạm đủ. Như thế, nhà tôi đã khởi sự chia sẻ với tôi nỗi gian nan vất vả của cuộc đời ngay từ lúc mới bước chân về nhà chồng. Những năm điều sống thiếu thốn cực nhọc trôi qua trong sự đảm đang tuần tạo của nhà tôi là một phụ nữ yếu đuối về thể chất nhưng rất mạnh mẽ về tinh thần. Nhà tôi đã phấn đấu hy sinh rất nhiều để lo lắng cho chồng con, gần như đã trong suốt cuộc đời. Nhà tôi không được hưởng thụ gì, không có một thói quen giải trí nào, không ưa thích một điều gì ngoài niềm vui lo toan sắp xếp công việc tề gia nội trợ, chăm lo bữa ăn nhất ngủ cho chồng cho con. Lúc nào nhà tôi cũng cố gắng sắp xếp để cho chồng con được ăn ngon mặc đủ dưới mắt tôi. Nhà tôi là một phụ nữ tuyệt vời, một mẫu người phụ nữ Việt Nam đảm đang, trung hậu, hiền hòa, luôn luôn là niềm an ủi kích lệ, là chỗ dựa vững chắc cho toàn thể gia đình. Chúng tôi sinh ra được tất cả 7 con, tuần tự gồm có chú Sờ Vũ Duy Thanh, sinh năm 1959, Vincent Vũ Duy Khanh, sinh năm 1961, Phêrô Vũ Duy Tuấn, sinh năm 1963, Maria Vũ Thanh Thủy, sinh năm 1966, Maria Vũ Thanh Thủy Trang, sinh năm 1968, Martin Vị Duy Tài, sinh năm 1971,
Phêrô Vũ Duy Trị sinh năm 1975. Gia đình tôi được kể như là hoàn toàn hạnh phúc. Nếu như không có sự sụp đổ miền Nam, đất nước rơi vào tay Việt Cộng, là một gia đình Thiên Chúa giáo ngoan đạo. Các con tôi đã hưởng thụ một nền giáo dục nằm trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Do đó, không bao giờ chúng tôi có thể sống dưới ách bất tài, đàn áp của Cộng sản. Vì thế, chúng tôi đành quyết định bỏ nước ra đi. Chuyện vượt biên thứ nhất, vợ chồng tôi cho ba cháu trái đầu đi trước. Tàu khởi hành từ bến Bạch Đằng Sài Gòn vào ngày 1 tháng 10 năm 1978, chở theo 130 người, nhưng chỉ đi được 4 ngày thì chết máy, ghé lạc vào một đảo san hô đầy đang ngầm thuộc đảo Bành Hồ, Đài Loan. Sống ở đó 50 ngày, thực phẩm hết, số người chết vì đói cứ tăng dần, và những người sống sót đành xẻ thịt người chết mà ăn để sinh tồn. Hai cháu lớn của tôi, Vũ Duy Thanh và Vũ Duy Trung, đã bị rơi vào hoàn cảnh cực kỳ bi đát này. Các cháu đã chết, và xác của các cháu đành cho các bạn đồng ghe ăn thịt. Mãi tới sáng ngày thứ 50 trên đảo, mới có tàu đánh cả Đài Loan tới cứu. Cả ghe được 130 người, chỉ còn sống sót 60 người. Nhưng trên đường từ đảo san hô vào Đài Loan, lại có thêm một số người chết nữa vì quá kiệt sức. Rốt cục, khi đặt chân đến đất liền ở Đài Loan, chỉ còn 34 người sống sót. Trong số đó, có con trai thứ ba của tôi là Vũ Duy Tuấn và một đứa con đỡ đầu của tôi nữa tên là Trịnh Vĩnh Thủy. Hiện cháu đang ở Đài Bắc, còn cháu Thủy nhờ có thân nhân ruột thịt bảo lãnh nên đã định cư tại tiểu bang California, Hoa Kỳ. Trước thảm kịch, có hai anh ruột bị chết thảm. Cháu Tuấn vì sợ bố mẹ đau buồn nên đã giấu biệt tin tức. Mãi tới ngày 20 tháng 12 năm 1978, một người bạn của tôi tên là Đỗ Minh Ngữ ở Mỹ viết thư báo tin, gia đình tôi mới được rõ tin tức về chuyến đi kinh hoàng đó. Và đúng thời điểm này, gia đình tôi đang chuẩn bị vượt biển chuyến thứ hai. Chúng tôi làm lễ cầu nguyện 3 ngày liền cho hai cháu ở nhà thờ an lạc, chỉ hòa. Rồi mặc dù vô cùng đau đớn, chúng tôi vẫn tiếp tục xúc tiến cuộc hành trình vượt biển cả gia đình. Chúng tôi rời Sài Gòn vào ngày 28 tháng 12 năm 1979, lúc 4 giờ sáng, để đi xuống Rạch Giá. Qua 4 giờ sáng ngày 29 tháng 12, thì ghe của chúng tôi ra khơi. Chiếc ghe mang số VNKG0980, dài 13 mét, ngang 2,5 mét, chở 120 người, ghe chạy tới 7 giờ chiều ngày 30 tháng 12, thì gặp hải tặc Thái Lan. Trên tàu cướp có treo cờ Thái Lan, chúng sắp lại cướp lần đầu. Cướp xong chúng bỏ đi. Qua 8 giờ sáng ngày 31 tháng 12, lại gặp một tàu cướp khác. Lần này cướp xong, chúng phá mấy thuyền. Một chuỗi 8-9 tiếng nổ phát ra hầm máy, làm chiếc ghe lập tức bị chao đi và chìm liệt ngay ít phút sau đó. Tất cả mọi người trên ghe đều la khóc kinh hoàng. Vào những giây phút cực kỳ khiếp đảm này, vợ chồng chúng tôi không nói được với nhau câu nào. Tôi chỉ còn kịp nhìn thấy nhà tôi với vẻ mặt hết sức kinh hoàng thảm thốt. Rồi tôi cúi xuống hôn hai con chót của tôi là cháu Tài và cháu Trí. Tôi cũng nghe thấy tiếng cháu Thùy kêu la: "Cha ơi, chú Tuyên kìa!" Và cháu Trang la lên: "Cha ơi, chết rồi!" Rồi nghe chìm lịm. Lúc đó, nhà tôi vẫn ở bên cạnh tôi, nhưng nhà tôi không hề níu kéo lại tôi. Đây là sự hy sinh cao cả cuối cùng.
của nhà tôi dành cho chồng con. Nhà tôi không muốn tôi bận bịu vướng mắc giữa sóng biển để tôi có cơ hội cứu các con. Khổng thay, một con sóng độc ác đã lùa tới nhấn chìm tất cả những người thân yêu của tôi. Tôi không còn nhìn thấy ai nữa, chỉ có sóng nước ngập đầu. Ngay lúc đó, tôi được một người cháu tên Phương níu tôi lại, và tôi bịu vào một cái can nước. Tôi ôm cái can một cách hoàn toàn theo bản năng, và lúc tôi mở được mắt thì tôi thấy nhà tôi vật vờ ngay trước mắt. Rồi sau đó tôi ngất đi, không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy mình đang nằm trên tàu của hải tặc. Bên cạnh tôi là hai em Hùng và Châu đang làm hô hấp nhân tạo cho nhà tôi. Chắc là nhà tôi vừa được các em vớt lên. Tôi cũng gượng dậy để ra phụ giúp, nhưng bọn hải tặc đã ra hiệu và phải hất nhà tôi xuống biển. Thực không còn gì tan nát hơn lòng tôi lúc đó. Tôi nhào lại, ôm nhà tôi vào lòng, đau đớn nhìn nhà tôi. Hai mắt vẫn còn mở, nhưng thân hình đã bất động. Tôi đã dùng tay vuốt cho hai mắt của nhà tôi khép lại. Rồi tôi khiêng ở đầu, hai em Hùng và Châu khiến ở chân, hạ nhà tôi xuống biển. Đó là lần cuối cùng tôi ở cạnh nhà tôi, những giây phút đau đớn nhất của một đời người. Một cơn sóng áp tới, biển xanh bao quanh nhiều sóng dữ, đã vĩnh viễn lôi cuốn đi người vợ thân yêu nhất của đời tôi. Không bao giờ tôi còn gặp lại, không có cả một nắm mồ để tôi lui tới thăm viện. Một thoáng lay động trên mặt biển, rồi vĩnh viễn chia lìa. Ôi đau đớn nào cho bằng sự đau đớn mà tôi phải chịu đựng. Tất cả những người thân yêu nhất của tôi đã ra đi trong khoảnh khắc. Khi chết, nhà tôi bận một cái quần đen, một cái áo motor gất đen. Nét mặt nhà tôi không tỏ vẻ đau đớn gì cả, chỉ có nét thảm thốt quãng qua trên khuôn mặt bình thản. Đó là hình ảnh cuối cùng của nhà tôi mà tôi ghi nhớ được trước giây phút ngàn năm vĩnh biệt. Kiểm điểm lại, chẳng những nhà tôi chết trên biển mà tất cả bốn đứa con của tôi đều chết đuối hết. Cháu Thanh Thùy, cháu Thùy Trang, cháu Duy Tài, cháu Duy Trị, những người thân yêu nhất của đời tôi đã vĩnh viễn đi vào lòng biển sâu. Tôi tưởng rằng nếu trên đời này có những thảm họa đau đớn nào, thì thảm họa giáng xuống gia đình tôi phải kể là một trong những thảm họa lớn nhất, khủng khiếp nhất, vượt qua sức chịu đựng của một con người. Cùng số phận với vợ tôi, còn 65 người khác nữa đi cùng ghé với tôi đã bị chết chìm. Như thế, cả thảy 70 sinh mạng thuyền nhân trong ghe này đã bị chết dưới bàn tay bảo tàng của bọn hải tặc Thái Lan. Số còn lại được hải tặc đưa vào đảo Khô Cờ Ra, một hòn đảo nằm trơ vơ giữa biển trong vịnh Thái Lan. Đảo này bây giờ trở thành địa ngục của dân Việt Nam tị nạn bằng thuyền, bởi tất cả ai bị đưa vào đây đều trở thành nạn nhân của sự bảo tàng, tra tấn đàn ông để khảo cùa và bắt chỉ chỗ trốn của phụ nữ. Còn phụ nữ thì lẫn lút trong hấp núi, trong rừng sâu, trong vách đá ngầm nhô ra ngoài biển. Trên đảo có nhiều dấu tích thảm thương của đồng bào đi trước để lại. Những hàng chữ viết lên vách đá, những mớ tóc đàn bà vương rải rác khắp nơi, chắc là được cắt đi để giả trai. Và cả những xác thuyền, những ngôi mộ của những người đã bỏ xác ở đó. Chúng tôi được đưa lên đảo vào lúc 6 giờ chiều ngày 31 tháng 12 năm 1979. Lòng đớn đau, thân xác rã rời bình hoàng. Các em tôi tìm kiếm cỏ khô trải thành nệm cho tôi nằm, lo tìm thức ăn cho tôi ăn. Vì tôi quá ốm nên chủ chiếu đã chịu khó đi mày mò ở khắp mọi chỗ, bòn mặc những nơi có vật dụng vương vãi của đồng bào đi trước bỏ lại, để tìm kiếm cho tôi những viên thuốc. Có những viên đã vừa nát vì nắng mưa,
Có những viên mòn vẹt chỉ còn lại 1/4, nhưng tôi vẫn cố nuốt cho sức khỏe đã vô cùng suy sụp của tôi. 6 ngày trên đảo là 6 ngày buồn thảm kinh hoàng, đói, bệnh và những nỗi nhớ thương đau đớn đến tận cùng của tâm hồn tôi. Trong khi ấy, các phụ nữ đi cùng ghe vẫn phải lẩn trốn như những con vật vô phương tự vệ trước những cuộc lùng sục bảo tàng của hải tặc. Đến ngày 6 tháng 1 năm 1980, chúng tôi được các ủy tị nạn Liên Hợp Quốc phát hiện bằng máy bay trực thăng qua đảo và đưa thuyền ra đón vào quận Paphanang thuộc tỉnh Nakhon Si Thammaray. Ở đó 18 ngày, làm thủ tục với cảnh sát Thái, thì chúng tôi được đưa về trại Songkhla ngày 23 tháng 1 năm 1980. Hôm nay là ngày 10 tháng 4 năm 1980, là ngày thứ 100 ngày nhà tôi và các cháu chết trên biển, trong vịnh Thái Lan, trên đường vượt thoát cộng sản để đi tìm tự do. Tôi đang ở trại tị nạn Songkhla. Cách đây 50 ngày, cha tuyên ý Jodelin đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho nhà tôi và các con tôi tại nhà thờ ở trong trại. Hôm nay nhân dịp 100 ngày, người cũng dâng lễ cầu nguyện cho. Tôi vô cùng đau đớn, vô cùng chua xót nhớ lại những người thân yêu nhất của đời tôi, vợ tôi, 6 con tôi đã vĩnh viễn ra đi không bao giờ trở lại. Lạy Chúa, xin Chúa hãy xót thương cho những linh hồn đã chết đớn đau trong thảm họa, đớn đau chung của cả dân tộc Việt Nam chúng con. Xin Chúa hãy cứu vớt linh hồn vợ con, cả con của con, để đưa tất cả về nơi an nghỉ, bình an, hạnh phúc đời đời nơi nước Chúa. Xin Chúa hãy giúp con đầy đủ can đảm để đứng vững giữa cơn gió bão khủng khiếp của đời người, để con còn đầy đủ minh mẫn, đủ sức khỏe để lo lắng cho đứa con trai duy nhất của con còn đang sống ở Đài Loan. Con đã chịu đau thương quá nhiều. Con cầu nguyện ơn Chúa ban xuống cho tất cả thân nhân còn lại của con, các đồng bào của con, những người sẽ vượt biển ra đi đều đến bến bờ bình an. Songkhla, ngày 10 tháng 4 năm 1980, Vũ Duy Thải, nhân dỗ 100 ngày của vợ và các con chết trên biển Đông. Kính thưa quý thính giả, trên đây là câu chuyện của một chuyến vượt biên. Chiếc thuyền chở 120 người xuất phát từ Rạch Giá vào tháng 12 năm 1979, chạy trốn chế độ cộng sản, đi tìm tự do. Khi thuyền ra biển Đông thì bị 2 lần hải tặc cướp của phá thuyền, những chìm thuyền, 70 người đã chết chìm vào lòng đại dương. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Xin trân trọng kính chào. Thank you.